Chiều ngày 28 tháng 1, cột điện tại ngã tư cầu Ông Bố, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bốc cháy ngùn ngụt như một ngọn đuốc, làm người đi đường một phen thót tim. Theo đó, vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, cột điện nằm tại góc đường quốc lộ 13 DT743, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An bất ngờ phát ra nhiều tiếng nổ. Vài phút sau, một ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt. Do quanh thân cột điện có rất nhiều dây cáp viễn thông nên ngọn lửa cháy lan ra toàn cột điện rồi cháy qua cột bên cạnh, cùng các đường dây điện trên cao. Ngọn lửa đỏ rực mỗi lúc một dữ dội khiến người đi đường phải tránh xa vì sợ dây điện đứt rơi xuống. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Thuận An điều xe chuyên dụng tới hiện trường và khống chế ngọn lửa sau đó ít phút. Vụ việc làm nhiều dây điện, dây cáp viễn thông bị cháy rụi. Sau đó, nhân viên điện lực và nhân viên viễn thông đã đến xử lý hiện trường, khắc phục sự cố.